Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ trả nợ, tập 27. Tự dưng con muốn trả hết tiền sớm cho chú. Mày từng nói ước mơ của mày có thể để sang kiếp sau thực hiện. Cuộc đời này của mày chỉ dành cho tao thôi. Có phải mày cho rằng tao chắc chắn sẽ vì tiền mà ngăn cản giấc mơ của mày nên mới ra câu đó đúng không? Thực ra tao chưa từng có ý định hy sinh tương lai của mày để kiếm tiền. Chú đang... Mỗi một sắp xếp tao dành cho mày đều là hy vọng mày có thể trở thành một diễn viên được mọi người kính ngưỡng. Nếu mày đang lo lắng về chuyện này, vậy thì không cần thiết đâu. Một người luôn mang thái độ làm chủ mọi chuyện và luôn nói chuyện với mình bằng giọng điệu ra lệnh như chú, không cần vì vậy mà vội vàng thoát khỏi tao đâu. Đang cúi đầu trước mình. Chú hiểu lầm rồi, con không có ý đó. Con... Hình như tôi lại làm chú không vui rồi. Vốn chỉ muốn cho chú một cái ôm, nhưng chú cứ khiến tôi cảm thấy phải làm thế này mới được. Con không có ý đó. Con không có ý từ bỏ giấc mơ, càng không muốn thoát khỏi chú. Con tuyệt đối sẽ không rời bỏ chú đâu. Con chỉ là không muốn dậm chân tại quá khứ. Dù thời gian có trôi qua, con vẫn giống như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi. Luôn sợ hãi một chuyện duy nhất, bỗng dưng lại cảm thấy đủ rồi. Con muốn bước ra ngoài, tiến về phía trước. Cơ thể tôi còn nóng hơn lửa, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở hầm hập phả đến từ phía trước. Bầu không khí thôi thúc hôn môi này, rốt cuộc có phải là ảo giác của tôi không? Trong đầu tôi chỉ toàn là sấm chớp vang trời. Đừng! Bóng dáng bé nhỏ của mày gọi tao là chú tựa như mới hôm qua thôi. Tao không thể. Dù là phương diện nào thì tôi cũng là một thằng nhóc xui xẻo, nhưng tôi không muốn quay đầu nữa. Phim truyền hình pháo hoa, phim trường. Hoàng Nguyệt, sẵn sàng chưa? Đây ạ. Diễn viên vào vị trí. Action.